Nyan. Anh ơi, chuẩn bị vô nghe em đặt rốt nè. Anh chuẩn bị chưa? Em đặt đó ngài. À, sự chú ý của ta đã lỡ va vào ánh mắt của nàng, rồi bùng lên trong tim ta như một đốm lửa vàng. À khôn, đứng hình mất 5 giây, nhìn em bên ngoài có lẽ ăn nước mấy tấm mình đang face. Ê, em ăn tối chứ nhỏ, nếu giờ thì làm một ly. Anh chỉ muốn cởi mở hơn đừng lo, mình sẽ dại dột đi. Em là cô gái đẹp, phải nói với em bằng những lời hay ho. Được ngồi cùng với em khiến anh cảm thấy mình rất xì và nầy nọ. Em đang thương bên anh bằng nụ cười thật xuyên, cho anh cảm giác này em là người đầu tiên. Ngồi đây uống ly whisky này những lợi xem là chính. Ơ anh nói thật đấy không dám đùa đâu, em đừng nghĩ đó là tính. Từng giờ đồng hồ chậm trôi mà chẳng ai thèm quan tâm đến. Ly này ly khác ba say chơi trai hai ta chỉ mới hơi trend. Anh mượn ly rượu để dã với những điều nói ra vốn khó. À mà thì anh đã kết em rồi đó, nói điêu làm chó. Uống đi nào, hôm nay trời rất đẹp. Chính ra em cũng hơi buồn lúc anh đứng bên ai kia khoác tay ai kia. Thôi em say rồi đừng chấp em, rằng mình là bạn bè bao lâu nay. Thế nhưng liệu lời rằng lòng em có đã thấy rung động khi gần em sẽ là cơ hội duy nhất để người ta chân thật. Em muốn giữ tỏ tình đấy thì sao nào, em yêu anh đấy thì sao nào. Hy vọng anh đừng ngơ ngác từng câu mày, thôi coi như chưa nghe thấy cả ly. The end.